bởi đây là khởi động của dịch quân kinh. Thực ra thì con người ta có 3 điểm cần phải dẫn máu huyết lên đấy thường xuyên, 3 điểm xa cách tim nhất, và tim nó hay khó khăn khi mà dẫn máu, dẫn khí huyết đến đấy, đó là chân, tay và đầu. Người ta bảo là luôn luôn phải giữ cho chân tay ấm và cái đầu lạnh. Nghĩa là gì? Chân tay thì luôn luôn bị lạnh, khi mà trời mà lạnh thì chân tay chúng ta lạnh trước, lạnh một mức độ nào đó thì hàn khí tà khí xâm nhập và chúng ta sẽ bị ốm, bị cảm cúm, đúng không? Còn đầu thì luôn luôn bị bốc hỏa, tất cả những cái mà giận dữ tham sân si nó đều dồn lên đầu cả. Cho nên là phải làm sao đó để cho cái đầu nó lạnh. Khi mà đầu nó nóng hoặc là chân tay nó lạnh thì đều là biểu hiện của cái sự là lưu thông khí huyết là nó đang chưa tốt. Đấy, để làm cho đầu nó lưu thông tốt thì trong cái động tác của dịch quân kinh là có rất nhiều động tác phải cúi xuống, cúi thấp xuống để cho máu nó dồn lên trên não càng nhiều càng tốt, đúng không? Đấy, thế còn cái vẩy tay ấy, thực ra thì đúng ra phải vẩy chân nữa cơ chứ không phải là vẩy tay. Cái chân là nó xa tim hơn và nó dễ bị nhiễm lạnh hơn nhiều. Tuy nhiên bởi vì là chân thì thường thường là hoạt động nhiều hơn tay. Đấy, đi lại rồi chịu các cái sức nặng của cơ thể, cho nên là về cơ bản cũng không để ý nhiều. Chỉ trường hợp là người bị phong hàn cung cấp thì mới hay bị lạnh chân, cho nên là các cái thức của dịch quân kinh người ta không chú trọng đến chân lắm. Mấy cách sau. Cách thứ nhất, khi mà vẩy tay thì chân bằng vai. Khi nếu mà ta vẩy về phía sau ấy, để cho khí huyết là nó về phía sau thì gót là phải nhón lên. Đó, khi xuống thì dậm mạnh xuống. Đấy. Tức là lực của tay vung về phía sau, nghĩa là tưởng tượng là máu và khí nó sẽ vung ra sau, tà khí rồi những cái khí độc cho người nó sẽ thông qua cái huyệt bàn tay hoặc là các cái huyệt ở trên đầu ngón tay nó văng ra ngoài. Làm sao để cho cái các cái ngón tay nó thả lỏng một cách rất là tốt nhất. Đấy, không có động tác gì hết. Tức là ta văng tay một cách rất là tự nhiên. Đến làm sao đó đến khi mà hết lực ấy, thì lực nó dồn về đầu ngón tay. Thì có nghĩa là máu khí huyết là nó dồn về đấy. Nó dồn về đấy thì là nó làm cho tay chân ấm lên. Chưa? Đấy, thế thì đó là bởi vì sau, bởi vì trước thì làm ngược lại. Đấy. Cũng rộng xuống. Rồi, nó vẩy lên trên. Đó. Chứ không phải là chỉ vậy vậy về đằng sau hoặc là vậy phía trước đâu. Đó. Đó, khi vậy lên là dậm mạnh cái gót, hướng dậm gót xuống để làm gì? Giống như ta cầm một cái bình nước, ta làm sạch một cái bình nước đúng không? Thì ta bỏ một ít nước vào cái bình và xóc xóc. Xong tôi đổ cái nước đi thì cái nước đây là nước bẩn đấy. Thì cái động tác là đẩy chân này nó có tác dụng là làm cho các cái cặn bã trong người là nó được xáo trộn lên. Đấy, các cái khí chọc khí nó được xáo trộn lên và nó sẽ được giải thoát qua tay, qua quá trình mình vẩy nha. Vẩy nhiều vẩy ít thì là do thì thời gian từng người, nhưng mà tôi khuyến cáo là không cần phải vẩy nhiều. Tất cả những cái gì mà nó quá đều là không tốt. Ví dụ đứng mà vẩy 1.000 cái thì hết bao nhiêu thời gian? Như vậy là trọng lượng của cơ thể đè lên trên đầu gối là rất là nhiều, mà động tác là không đổi. Đấy, như vậy cái động tác này là hại khớp gối, không có tác dụng gì, mà là làm cho xương gối là nhanh thoái hóa. Ví dụ ta chỉ vẩy là 12, 24 hoặc 36 trong vòng khoảng 15-20 phút để phải còn tập các động tác của dịch quân kinh nữa. Cái đấy mới là cái cốt yếu, mới là cái bài tập chính. Cái gì các thầy cứ vẩy như thế thì dễ dạy này, dễ phổ biến này, không phải mất công giải thích nhiều và cứ làm thế này nhiều là được. Thế như những người mà người ta già yếu người ta đứng làm sao thế được? Thanh niên cũng làm đứng nó cũng sẽ bị mỏi gối chứ, đúng không? Cho nên là các động tác phải được luân phiên và các động tác phải được bổ trợ những cơ quan khác nhau của cơ thể. Chứ ông đứng cứ làm một động tác này cả ngày như thế cũng giống như người đi bộ hoặc người chạy, nó chỉ tác động được một vài bộ phận của cơ thể thôi chứ không phải là tất cả. Đấy,
nên người ta phải sáng tạo ra 7 chiêu thức của hoa đoàn cẩm, hoặc là 12 chiêu thức, thậm chí là có những 24 chiêu thức của dịch cân kinh. Trong con người có rất nhiều các cơ quan cần phải được tập luyện, cần phải được tác động, cho nên là các bài tập là nó phải tác động cho từng cơ quan khác nhau, và do đó các bài tập cũng sẽ khác nhau. Không thể tập một bài mà tốt cho toàn thân được. Đấy, các cái môn như là vẩy tay này, đi bộ này, chạy này, cầu lông, bóng bàn này, đá bóng này, nó là môn thể thao, nó không phải là một cái bài tập để thiết kế làm cho cơ thể ta được tập luyện hoàn thiện. Cơ quan là rất là nhiều, đúng không? Lục phủ ngũ tạng, đúng không? Mắt, mũi, răng, hàm, tay, chân, khớp nọ, khớp kia, rất là nhiều thứ. Làm sao mà một cái môn thể thao mà mang lại sức khỏe toàn diện cho người được? Thì vậy ra sau này, thả lỏng tay này, vậy mạnh. Làm sao đó khi mà cái tay mà ra hết tầm đằng sau thì cảm thấy cái ngón tay nó nặng. Giống như mình cầm một cái dây, mà đầu dây buộc một viên gạch, hoặc một đầu dây buộc một cục đá. Đấy, mình cứ quăng đi quăng lại thì sẽ thấy cái đầu đá nó rất là nặng, nó kéo toàn cái dây. Thì làm sao tưởng tượng khi mà cái tay ra hết thì cái đầu ngón tay nó nặng thì là đạt. Đó là khí huyết là nó được dồn lên tay. Gót nhấc cao lên, dập mạnh xuống là để cho các cái tà khí, chọc khí ở trong người nó được xáo trộn lên, là để nó thoát ra ngoài cùng với cái người vẩy tay. Đó, dập mạnh gót. Trong mắt đoàn cẩm nó cũng có một cái bài kêu thứ bảy là dập mạnh gót đấy. Đó. Đấy, vậy về sau con vậy về trước đó cũng thế, cũng làm sao cho cái tay mình nó nặng lên. Tưởng tượng là cái ngón tay của mình là 5 cục đá, còn cái cánh tay của mình là sợi dây đó, mà rất tự nhiên và lỏng, không phải căng cứng gì hết, thì nó sẽ đạt được hiệu quả tốt hơn đó. Rồi vậy lên trên cũng vậy. Đó là vậy, làm ba hướng, ba bốn hướng, càng về nhiều càng tốt, nhiều hướng cũng được. Đấy, để cho khi huyết là nó được đảo theo nhiều chiều. Đây, lên trên. Thở tự nhiên thôi. Vì cái này là mình đang tập trung vào động tác chứ không phải tập trung vào hơi thở. Khi tập trung hơi thở là khi vào các chiêu thức, thì là lúc đấy là phải cần. Chúc các bạn tập luyện thành công và mang lại sức khỏe cho bản thân, cũng như là niềm vui cho gia đình và bạn bè. Tạm biệt và hẹn gặp lại.